thì tuổi trẻ hay là tuổi già hay là trẻ con đi chăng nữa thì bắt đầu từ cái việc mà gì, biết sởi lời với người khác hơn một chút, đừng so đo thiệt hơn vòng vật chất, biết kiểm soát cảm xúc của mình để làm cho người khác vui vẻ hơn một chút, tức là ban tặng cảm xúc cho người khác chính là đánh thức cái hạt giống khiêm tốn và biết ơn nơi tâm hồn mình. Biết chia sẻ những thói quen tốt cho người khác chính là vòng sinh mạng, chính là đánh thức cái gì ạ? Vòng sinh mạng nơi con người mình. Cái gì mình biết hay ho về mặt trí tuệ, hãy chia cho sẻ cho người khác cùng biết. Thì đó chính là cách mà mình gì ạ? Đánh thức hạt giống trí tuệ nơi con người mình. Và như vậy, tất cả các hạt giống tốt nhất trong tâm hồn bạn đều được đánh thức. Ắt bạn sẽ có một cuộc đời an lạc và tinh tấn. Hồ Đăng Quang có đặt câu hỏi: Em chào thầy và mọi người ạ. Thầy cho em hỏi tuổi trẻ nên tập trung phát triển điều gì cho bản thân để có sự phát triển đúng đắn và thành công ạ? Tôi vẫn chia sẻ thế này. Thực ra người phàm phu mà chúng ta hay bước đi trên đường đời á, là chúng ta đi theo cái thói quen bản ngã như thế này. Đầu tiên đói là phải huân tập vật chất, có đúng không ạ? Phải đi làm, phải tiết kiệm, mua được nhà, mua được xe, rồi phải có tiền dắt lưng, thì bắt đầu nó mới qua được vòng vật chất. Xong đến cái vòng thứ hai là có chút vật chất rồi mới lên được cái vòng sĩ diện, cảm xúc. Sĩ diện chán rồi thì mới quay vào là ăn sạch uống sạch để giữ sinh mạng, tập thể dục, yoga. Rồi xong sinh mạng thì bắt đầu với gì ạ? Nghĩ đến chuyện đi học tập để tìm hiểu về những cái thứ mà nó nằm ngoài sự hiểu biết của mình, ngoài cái nghề nghiệp của mình. Bắt đầu hiểu về vũ trụ hơn, hiểu về quy luật của loài người, hiểu về Phật nghĩ gì, Thánh nghĩ gì, Chúa nghĩ gì. Rồi bắt đầu xong được cái vòng trí tuệ thì mới lên được nghiệp lực đi giúp đỡ người khác. Thì đấy là cách mà đi của người phàm phu. Nhưng mà đi như vậy thì thông thường là mất khoảng 10.000 năm. Nhưng mà chúng ta chỉ sống được có 6-70 năm thôi, cho nên là có khi là chầy chợt là 60 năm còn chưa qua được vòng vật chất cơ, thì cụ đã đai rồi. Và đai là cụ chết treo trên vòng gì? Vòng vật chất, chết treo ở cái tường rào. Nhưng người trí người ta đi theo cách nào? Người ta đi từ vòng nghiệp lực, tức là người ta đánh thức những hạt giống tốt nơi tâm hồn mình. Tôi lấy ví dụ, nếu tôi cho đi, tôi đánh thức cái tâm hồn sởi lởi trong cái tâm hồn tôi, thì tôi cho vật chất. Ví dụ như là tôi có thể biếu ai đó một gói mì tôm, nó cũng là vật chất. Đi uống cà phê, tôi có thể trả tiền cho bạn bè, nó cũng lại gọi là vòng vật chất. Một người nào đó giúp đỡ tôi tốt cái gì thì tôi có thể trả tiền nhiều hơn một chút. Ở chúng ta bọn Tây nó gọi là tuýp hay gọi là bo. Không? Vậy thì không phải là giàu có với bo nhé. Và mình thấy rằng cần phải bo thì mình bo. Vậy thì thường là khi mà mình giúp đỡ người khác thì mình gọi là đi gieo hạt cho họ. Nhưng thực ra không có phải. Rất nhiều người hiểu sai cái đó. Mà chính là mình gieo cái hạt giống gì ạ? Hạt giống sởi lởi nơi tâm hồn mình. Mà muốn có được cái hạt giống sởi lởi nơi tâm hồn mình thì mình phải tập gieo, gieo mỗi ngày. Thì từ từ cái rừng cây mà sởi lởi đấy đã nằm trong đầu mình. Mà nhớ cái câu sởi lởi rời cho. Thứ hai là gặp mỗi người mình đều cố gắng vui vẻ, vui vẻ chào hỏi, gọi là vòng cảm xúc. Gieo cho người khác một sự tôn trọng, gieo cho người khác một sự vui vẻ. Và muốn gieo cho họ thì mình phải gì? Khiêm tốn. Mình phải khiêm tốn. Vậy thì mình phải tập cái khiêm tốn. Mỗi một ngày mình khiêm tốn với họ, không phải là mình gieo cho họ đâu nhé, mà mình gieo được cái gì ạ? Hạt giống khiêm tốn nơi tâm hồn mình. Vậy cũng phải gieo mỗi ngày, mỗi ngày gieo vài hạt. Chứ gặp ai cũng tinh tướng toàn con nổ thôi thì cái hạt giống tinh tướng nó sẽ gì? Nó lại được gieo trong đầu mình. Vậy thì cái hành xử của mình thế nào với người khác chính là mình gieo được cái hạt giống nơi tâm hồn mình, tức là đánh thức những hạt giống tốt nơi tâm hồn mình. Vậy cho mỗi người một ít vật chất là đánh thức cái phần gì ạ? Tính sởi lởi của mình lên.
vui vẻ với mọi người, tôn vinh với mọi người, mình khiêm tốn chính là đánh thức được cái gì ạ? Cái hạt giống khiêm tốn, hạt giống tôn trọng, hạt giống công nhận, hạt giống biết ơn. Sau mỗi một ngày mình gieo cho người khác một thói quen tốt, để có tốt sức khỏe mình chia sẻ với họ, thì đấy chính là mình đánh thức được cái gì ạ? Chính là cái hạt giống sức khỏe của mình lên đấy. Ví dụ tôi không có lý do gì tôi dạy bạn cách giảm béo mà tôi lại béo như ỉn được đấy. Thì tự nhiên vì tôi dạy bạn rồi cho nên tôi phải có trách nhiệm làm cho thân thể tôi không có béo. Vậy thì hạt giống sinh mạng của tôi nó nổi lên còn gì. Tương tự như vậy, tôi biết một chút gì tôi có thể chia sẻ với bạn, tôi đánh thức được hạt giống trí tuệ nơi tâm hồn tôi. Chứ không phải tôi chia sẻ cho bạn là tôi gieo hạt cho bạn đâu nhé. Tôi gieo hạt chính nơi tâm hồn tôi. Xong rồi nghiệp lực, tôi biết đi thì giúp đỡ người khác chính là đánh thức cái tâm hồn tử tế trong con người tôi. Như vậy, việc đầu tiên của người trí chính là tự gieo hạt cho chính mình để đánh thức tâm hồn mình lên, những cái hạt giống tốt nơi tâm hồn mình. Và cha mẹ cũng vậy, cho con tập gieo hạt chính là mình đã đánh thức những hạt giống tốt nhất nơi tâm hồn con mình lên. Và khi những hạt giống tốt nhất nơi tâm hồn được thức, đó chính là lúc mà con người hiểu hết được những người xung quanh. Mà khi chúng ta hiểu hết những người xung quanh, biết họ thích gì, biết họ ghét gì, biết họ yêu quý cái gì, biết đâu là đền thờ linh hồn của họ không được đụng vào, biết đâu là thứ có thể bàn, thì đấy chính là lúc trí tuệ nó gì sinh khởi. Sau khi trí tuệ sinh khởi thì ắt mình biết quý sinh mạng. Biết quý sinh mạng, mà muốn sinh mạng tốt thì phải biết giữ cảm xúc, vì cảm xúc chính là liều thuốc giết sinh mạng, giết trí tuệ. Mà biết giữ cảm xúc, ắt sẽ có được vật chất. Như vậy người ta đi từ vòng trong đi ra vòng ngoài, đầu tiên người ta đánh thức những hạt giống nghiệp lực nơi họ bằng cách trao đi những giá trị. Xong vòng trí tuệ nó sẽ nổi lên, rồi gì ạ? Đến vòng sinh mạng, rồi ắt sẽ kiểm soát được cảm xúc, rồi ra được vòng vật chất. Cho đấy là lý do mà con người chúng ta đi học suốt từ lớp 1 đến lớp 12 học vòng trí tuệ đấy chứ. Xong rồi là trẻ con bên Tây, thậm chí người ta phải cho đi tập làm từ thiện, đi lên những cái vùng núi cao, rồi là phải tập hỏi, tập chào. Cho nên với trong cái trường học của chúng ta ghi là gì ạ? Tiên học lễ, hậu học văn. Đầu tiên tập trao đi để gieo cái hạt giống nơi tâm hồn nó thức dậy. Tiên học lễ, hậu học văn. Thì còn Đức Phật dạy là gì ạ? Phải giữ giới trước. Giữ giới trước. Giữ giới là gì ạ? Biết tôn trọng người khác, biết thực hiện những thứ làm cho người khác hạnh phúc, biết cho đi. Đấy là những thứ đánh thức hạt giống nơi tâm hồn mình, chính là vòng nghiệp lực. Ắt trí tuệ sinh khởi. Trí tuệ sinh khởi, ắt gì ạ? Phải biết giữ sinh mạng, phải biết giữ cảm xúc. Mà như vậy, ắt vật chất không thể phiền hà đến cuộc đời ta. Cho nên đối với Hồ Đăng Quang thì tuổi trẻ hay là tuổi già hay là trẻ con đi chăng nữa, thì bắt đầu từ cái việc mà gì? Biết sởi lời với người khác hơn một chút. Đừng so đo thiệt hơn vòng vật chất. Biết kiểm soát cảm xúc của mình để làm cho người khác vui vẻ hơn một chút, tức là ban tặng cảm xúc cho người khác, chính là đánh thức cái hạt giống khiêm tốn và biết ơn nơi tâm hồn mình. Biết chia sẻ những thói quen tốt cho người khác chính là vòng sinh mạng, chính là đánh thức cái gì ở vòng sinh mạng nơi con người mình. Cái gì mình biết hay ho về mặt trí tuệ, hãy chia cho sẻ cho người khác cùng biết. Thì đó chính là cách mà mình gì đánh thức hạt giống trí tuệ nơi con người mình. Và như vậy, tất cả các hạt giống tốt nhất trong tâm hồn bạn đều được đánh thức. Ắt bạn sẽ có một cuộc đời an lạc và tinh tấn. Rồi, xin cảm ơn Hồ Đăng Quang.
Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.